Ok, hello anh em, chào mừng anh em đến với GameToday. Đầu clip như thường lệ tôi xin được cảm ơn các anh em đã ủng hộ cho kênh. Tôi xin được cảm ơn anh em Phạm Tuấn Minh, bạn Dương Thanh Hương và bạn Lê Bảo Anh đã donate cho tôi. Cảm ơn ba bạn rất nhiều, đó là một cái khoản donate khá lớn, cảm ơn các bạn. Và đặc biệt tôi xin được cảm ơn các anh em Ngô Thanh Sang, anh em Nguyễn Minh Quân và anh em An Dương đã là những cái người đầu tiên donate theo cái hình thức mới ở trên YouTube. Hy vọng là với cái sự mở bát của ba anh em thì cái điều may mắn nó sẽ đến với tôi. Sau này sẽ có nhiều anh em cũng sẽ donate. Cùng với đó tôi xin được cảm ơn anh em Phúc Nguyễn đã trở thành hội viên mới ở trên kênh. Và tôi cũng xin cảm ơn các anh em Tú Nguyễn, anh em Nguyễn Lê Anh Tuấn và bạn Nghi Mây đã tiếp tục gia hạn gói hội viên ở trên kênh. Cảm ơn các anh em đã trích một phần thu nhập của anh em để ủng hộ tôi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hiện tại nó đang có một cái đội hình khá yếu ở trên bàn cờ. Tôi đang trông chờ vào cái gì đây? Tôi đang trông chờ vào một con gấu hay sao? Trời ơi, một con gấu thì nó sẽ là con gấu nào nó mới ngon nhỉ anh em nhỉ? Tôi không biết là tôi có đi đúng hướng không, nhưng mà tôi đã bỏ qua những cái con bài mà đầu game có thể nói là nó mạnh để có thể đánh chuỗi thắng, để đánh theo một cái hình thức là câu gấu và chơi eco. Đây là một cái bài eco anh em ạ. Rõ ràng luôn, nếu mà chơi như này mà bài nó không ra ấy thì chỉ có eco thôi. Nhưng mà nếu mà tốt nhất thì nó sẽ là một con gấu mết anh em ạ. Dã man. Ui, ui. Cái gì đây? Ui rồi ơi anh em ơi, đéo hiểu kiểu gì luôn ạ. Thế là thế nào? Ô. Tôi mua một con ọc hệ mết đầu game, sau đó thì tôi có mong muốn nó ra một con gấu mết thì nó ra luôn anh em ạ. Cái này nó có phải là ý trời không nhỉ? Ôi rồi ôi, hồi xong. Ngày hôm nay tôi xin giới thiệu cho anh em thử thách 24 giờ làm cháu nhà phát hành, con nhà phát triển. Ôi rồi ôi, anh em ơi, trời như này thì bây giờ thì ra con gấu mết thì tôi lại đánh chuỗi thắng luôn. Riêng cái con gấu mết này nhá, mà nó lại ở trong cái bộ mết ấy thì nó không cần lên 2 sao đâu, nó chỉ cần 1 sao thôi, nó đã khỏe rồi. Nó không như cái con gấu assassin là phải cần 2 sao. Đấy, gấu mết chỉ cần là 1 sao thôi đã ok lắm rồi anh em ạ. Rồi để xem là trong trận này có chơi mết không nào. Ngon đấy, áp cấp luôn, quyết tâm đánh chuỗi thắng anh em ạ. Tôi chốt đồ luôn này. Đấy, những cái gì mà có thể lấy được lấy luôn. Một cái huyết trượng và một viên ma lăng, thế là đủ rồi, không cần bờ linh vội anh em ạ, chưa cần bờ linh. Và cái bộ này ý, thì thực ra nó cũng không cần bờ linh lắm, bởi vì là late game ý, thì nó là 5 rồng mà anh em hiểu không, chơi 5 rồng thì cần gì bờ linh đâu, nó vào phát nó tung trưởng luôn rồi. Đấy, chỉ cần những cái đồ mà gây đam mạnh thôi, hoặc là cái ro đấy, reset lại một lần trưởng. Late game thì cứ phang đồ cho rớt thôi anh em nhá. Đấy, nhưng mà tôi lại có một cái ý tưởng. Anh em có đoán được không? Anh em thấy là tôi mua cái con gì ở phía dưới không? Squidman anh em ạ. 9 mét Squidman xoay, làm lại bộ đấy chăng? Liệu rằng có phải là như thế không? Cũng được đấy, cũng được đấy anh em ạ. Nếu mà có cơ hội chắc là trận này tôi cũng sẽ làm một trận như thế anh em nhá. Trận này có lẽ là tôi sẽ cho cái con chiến binh băng giá chúng ta quay trở lại. Xoay cho đóng băng đối thủ đến chết thì thôi. 4 gót 9 mét. Đấy, 4 gót 9 mét kết hợp với cả Squidman. Được đấy, được đấy anh em ạ. Mà tôi phải thú thật với anh em, sau cái clip ngày hôm qua thì hôm nay tôi vào rank, tôi bắt gặp khá là nhiều người cũng có cái đam mê giống tôi anh em ạ. Đấy là khá là nghiện cái bộ Hunter, sau đó thì kẹp con Live Blade. Anh em thấy là nó đánh chắc là cũng là khá hay đúng không, khá là khỏe, nên là anh em mới chơi. Tôi thấy là có anh em khoe đấy là được mấy trận top 1. Còn anh em thì thế nào, không biết anh em có như vậy không? Đấy, hoặc là có thể là anh em đã thử trong cái video clip trước rồi. Đấy, và đây là cái video clip lần thứ 2. Đấy, thế nên là có thể là sẽ có ít anh em cảm thấy là nó hấp dẫn hơn. Nhưng mà tôi thì tôi vẫn đam mê lắm, tôi vẫn đam mê lắm anh em ạ. Hôm nay tôi định là làm tiếp cái bộ đấy đấy, nhưng mà thôi tôi nghĩ lại rồi, thế thì nó lại công nghiệp quá. Tôi đam mê là một chuyện, nhưng mà làm YouTube thì nó lại là một câu chuyện khác. Không thể nào mà có thể là ngày hôm qua chúng ta làm một live up, xong hôm nay chúng ta lại làm lại cái bộ đấy, thì nó rất là buồn cười. Mặc dù là tôi rất là thích chơi cái bộ đấy đấy, nó phê lắm anh em ạ. Late game mà lên được con Live Blade mà kẹp với 9 Hunter thì rồi nó đẩy cực kỳ kinh luôn anh em ạ. Cái hay ở cái bộ đấy ấy, anh em nếu mà anh em chưa hiểu thì tôi xin giải thích tại sao nó hay. Đấy là cái con Live Blade này nó dọn, nó dọn toàn bộ cái bàn cờ một cách nhanh nhất có thể. Và lúc đấy là 10 con anh em ạ, 10 con nó dí một con, 10 con Hunter và cái con Light Bloodline nó cũng được hưởng cái hiệu ứng Hunter, 9 Hunter. Đấy chính là nó có cái quyền, nó được đẩy đối thủ ra phía sau. Và chính vì cái việc nó đẩy ra được phía sau ấy, nên là khi mà dọn dẹp bàn cờ của đối thủ càng nhanh thì là nó sẽ là 10 con dí một con. Cái con cuối cùng của đối thủ là cái con co, nó vẫn còn sống thôi. Mà cái lúc đấy 9 Hunter nó bắn vào thì nó lại xuyên tất cả BKB, là nó không hề là miễn nhiễm với cả cái việc đẩy. Nên là lúc đấy thì nó đẩy kinh lắm anh em ạ, khiến cho là cái con co ấy nó không có tài nào mà nó có thể là nhấc được cái tay nó lên. Nó bị đẩy liên tục anh em ơi, 10 con nó dí vào một con mà. Đấy, cái phần trăm của nó tăng lên rất nhiều. Đấy, nó khác với cái việc là nếu mà anh em chơi cái bộ 9 Hunter bình thường. 9 Hunter bình thường thì anh em nhiều khi là con cung đen làm co đúng không? Thì cái con cung đen nó phải bắn bút mùa là mới có thể giết được bớt đối thủ đi. Nhưng mà cái con Light Bloodline thì khác, nó dọn rất nhanh anh em ạ. Chính vì thế nên là cái pha mà khi mà lên được 10 ở trong cái bộ đấy nó phải nói là cực kỳ mạnh luôn, cực kỳ mạnh mẽ anh em nhá, mạnh lắm ấy. Đấy, mà cái bộ đấy thì tôi phải thú thật với anh em là tôi học của đối thủ. Gặp trong một trận đấu rank nhá, tôi gặp một cái đối thủ và chơi cái bộ đấy tôi thấy dọn bàn cờ nhanh quá. Tôi bảo ui bộ này hay thế nào. Thế là cuối cùng tôi chơi đấy, xong bây giờ tôi đam mê luôn. Nghiện luôn anh em ạ, dã man. Thế bây giờ tôi toàn chơi cái bộ đấy thôi. Chắc là nhiều anh em cũng sẽ hiểu tôi, bởi vì là khi mà anh em đam mê một cái gì đấy thì anh em sẽ rất là thích làm nó liên tục. Đấy, thế nên là có thể là sau cái video clip ngày hôm nay, trong tuần này tôi lại ra tiếp. Nếu mà anh em không cảm thấy là nó quá là ngột ngạt, ngán ngẩm trước cái live up đấy. Nhớ anh em nhá. Nhưng mà cái trận này tôi thấy là tôi vẫn chưa ok lắm đâu anh em ạ. Mặc dù là tôi cũng dí một phát đến 6 rồi đấy. Đấy, nhưng mà vẫn chưa thấy đánh được chuỗi thắng. Đây rồi, đây cơ hội đây rồi. Cơ hội đây rồi. Ui, nhưng mà con gấu của tôi nó không nhấc tay anh em ạ. Ôi, vẫn chưa được. Đấy, mất chuỗi luôn. Yếu anh em ạ, chưa được. Nói chung là gấu mết mạnh thì mạnh đấy, nhưng mà phải có một cái hàng phía trên ấy, nó phải cứng một tí. Phải có cái con ít nhất là con gấu đù lên 2 sao hoặc là con Igali của Lai ấy, nó lên 2 sao thì lúc đấy chúng ta mới có cái thời gian nó thoải mái để cho con gấu mết nó lướt thì nó mới gây được nhiều đam. Chứ còn cái hàng trên mỏng quá, thực ra thì nó sồ vào cái hàng dưới nhanh thì cũng không được. Nó chết nhanh lắm. Đấy là cái lý do mà bây giờ vẫn chưa thể đánh chuỗi thắng. Nhưng mà không sao anh em ạ. Chơi cái bộ này ấy, thì cũng không quan tâm lắm đến cái việc chuỗi thắng chuỗi thua. Bởi vì khi mà nó đã ra gấu rồi ấy, là ít nhất là anh em có thể có tiền, anh em không bị thiếu tiền đã. Và cái thứ hai ấy, là anh em giữ được máu đầu game, một cái thứ mà nó rất là quan trọng. Game sinh tồn, máu càng nhiều đi chúng ta càng on top anh em nhá. Cẩn thận thằng này, chuyện này rất nhiều thằng câu gấu, 2 thằng câu gấu luôn, 3 thằng chơi gấu. 3 thằng chơi gấu và ra gấu hết rồi. Thằng nào cũng ra 2 con gấu rồi anh em ạ. Có thằng ra 3 con. Dã man, có thằng ra gấu xin rồi. Gấu xin gấu mết ra cả đôi luôn. Tôi gặp cái thằng Trung Quốc của con TB rồi, hay quá. Vậy là chỉ còn thằng sống khác, thằng Nguyễn Hoàng Nhật. Nguyễn Hoàng Nhật sống khác. Ok. Đây rồi, sống khác gặp này, sống khác là ra 3 con gấu rồi đấy. Càng ấy mà lấy đồ cho gấu xin. Ai lấy cái chém điên thì chắc là chơi assassin thôi. Nếu mà lấy chém điên thì một là assassin, hai là chơi beat thôi, chứ còn chắc là cũng không phải là cái bộ nào khác đâu. Khá mạnh. Ui, tôi cũng ra gấu assassin này. Nhưng mà chuyện này lấy đồ mết rồi. Rồi, chúng ta cứ chơi mết đi anh em ạ. Tôi vẫn có cái mong muốn là sẽ làm lại cái bộ chiến binh mùa đông. Anh em nhá, làm lại bộ chiến binh mùa đông. Rồi, còn 2 thằng chưa gặp thôi. Thằng top 2 chưa gặp, thằng top 2 và thằng Nguyễn Hoàng Nhật chưa gặp. Ok, nói chung là thực ra thì bây giờ tôi cũng chả có chuỗi, nên là tôi cũng không cần quan tâm nhiều lắm đến cái việc là gặp thằng nào đâu. Bởi vì bây giờ bài thì cứ để lên thôi mà, nó tự đánh thôi. Chỉ khi nào mà có thằng nào mà nó có chuỗi ấy, thì chúng ta sẽ phải cẩn thận với thằng đấy. Phải quan tâm đến cái thằng đấy thôi. Mà cái con game này nhá, đầu game ấy khi mà tôi ra con gấu mết ấy, lúc ấy tôi cứ tưởng là chỉ có một mình tôi nó như thế thôi, một mình tôi đỏ thôi, nhưng mà cuối cùng thì 3 thằng nó đều ra gấu anh em ạ. Dã man thật sự luôn. Ui, đây rồi, Squadman lên 2 sao, được đấy. Đấy, Grand Herat Chúng ta mà có một con wizard nữa là có thể kích hệ gấu, kích 4 gấu, kích 4 gấu bằng hệ wizard để kiếm mấy con gấu thứ tư. Lúc đầu đã như thế đã. Thế sau đó thì chúng ta khi mà đủ 4 gấu rồi thì chúng ta vứt wizard tạm. Sau đấy lại sẽ lấy lại nha anh em nhá. Làm nào để tiền nó phải thoải mái một chút. Tất nhiên là có gấu thì ra thì cũng không mất tiền mua gấu, nhưng mà cái quan trọng là tiền nó phải đủ để chúng ta có thể up cấp sớm, lên được cấp 12 đây anh em nhá. Rồi tôi còn một thằng là thằng Kun PD à? Kun PD chưa gặp. Đúng không? Đúng rồi. Ok. Nhưng mà thôi tầm này thì cũng chả thắng được đâu. Này chưa thắng được anh em ạ. Chưa đủ sức thắng. Mặc dù là có cái con gấu đù 2 sao đấy, nhưng mà đến cái thời điểm này nó cần phải có một con nữa lên 2 sao. Cái thời điểm này mà chỉ mới có một con 2 sao ấy thì yếu, vẫn chưa đủ. Sức mạnh bây giờ vẫn chưa đủ. Nó phải 2 con 2 sao. Rồi. Ui đâu rồi anh em ơi, 4 gấu à? 4 gấu rồi này. Ui hay quá. Thế từ từ đấy nhá. Từ từ đã, 4 gấu. 4 gấu vào đã anh em ạ. Từ từ, tôi cần 4 gấu trước. Rồi. Bây giờ không cần sách anh em nhá, không cần sách. 4 gấu và 2 con 2 sao. Ủa anh ơi chưa thắng đấy. Tầm này đã đánh chưa thắng được rồi. Swordman mà có kích hoạt mết này thì cũng rất khỏe đấy nhá, không yếu đâu. Rồi. Tôi sẽ cho nó cái giáp băng để nó có thể xoay được sớm. Gây đam nó sẽ được cộng tới 35% đam ấy, khá là khỏe. Ok. Đủ 4 gấu rồi. Hay quá. Thằng này thì nó phải kích hoạt. Ơ? Thằng Trung Quốc à? Chưa gặp à? Ơ tôi tính nhầm à? Tính kiểu gì nhỉ? Thằng Trung Quốc thì bây giờ nó lại kích hoạt bằng wizard để nó kiếm gấu anh em ạ. Ảo thật sự. Chuyện này có quá nhiều người đam mê với gấu ấy, thật. Rồi ba ông là đi câu gấu bằng được cái thôi. Dã man thật sự. Ok, nhưng mà chắc là mấy thằng kia nó đánh assassin thôi. Nó đánh beat thôi, chứ cũng chả thằng nào nó chuyên mết đâu. Tôi thấy nó lấy đồ, nó toàn đồ chém tay hết rồi. Đấy, còn tôi chơi chắc chơi mết. Chuyện này chơi tí nữa sẽ là Swordman nha anh em nhá. Swordman 3 sao xong rồi kẹp với cả 9 mét xoay liên tục. Để đấy, đúng rồi anh em ơi, thằng này thằng sống khác là nó chơi là beat đấy, chơi beat đấy, có ra 2 con gấu assassin rồi. Khá xanh. Vậy là chỉ còn một con gấu assassin nữa hoặc là một trái trứng thôi. Là nó coi như là nó đánh chuỗi thắng luôn đấy. Đây, tôi tính nhầm cái thằng này này, vừa nãy tôi cứ tính là gặp thằng Goblin này. À thằng Goblin này tôi nhớ là gặp ở round đầu tiên. Thảo nào quên mất, nó gặp ở ngay cái round đầu tiên ấy. Ủa vẫn thua này anh em này. Ê này. Tức là bây giờ nhá, tôi có 2 con 2 sao mà tôi vẫn chưa ăn được thằng nào cả. Ảo thật sự. Thôi thêm một con nữa đi. Ui rồi thêm con này á. Con này ấy hả? Ok. Thì thôi thì con này thì không chơi con gấu assassin nữa. Xem nào. Gấu cụ à? Gấu cụ gánh được không? Gấu cụ tôi nghĩ là gánh được đấy. Gấu cụ gánh được đấy anh em ạ. Bởi vì bây giờ chúng ta đang chơi là cái bộ mết. Mà cái con gấu cụ ở trong bộ mết nó rất mạnh. Nó không giống như là con gấu cụ ở trong bộ assassin hay là con gấu cụ ở trong bộ beat đâu. Cái con gấu cụ này nó ở trong mấy cái bộ đấy nó chỉ là gọi là kích hệ thôi, nó gọi là phụ thôi. Đấy, ví dụ như là ở trong bộ beat ấy thì thường là chơi ở level 10 nó sẽ là 6 beat kẹp với cả 3 assassin 6 bit và 3 meteorite. Đấy, ra là con ngộ không nữa thì là 3 meteorite nữa. Thì cái con gấu nó chỉ đóng vai trò là kích hệ thôi. Gấu cụ ấy đóng vai trò là chúng ta sẽ kích hệ được 3 meteorite thì cái bộ này nó rất mạnh. Đấy, bởi vì là nó công thì nó mạnh rồi nhá. Bộ bit thì chắc chắn là nó là cái bộ công rồi. Đấy, nhưng mà thủ thì nó cũng rất mạnh. 3 meteorite giảm 35% sát thương. Tổng sát thương nhận vào và khi mà tiêu diệt được đối thủ thì là coi như là sát thương đấy nó sẽ mất đi, nó sẽ không bị trừ theo thời gian nữa. Mà cái bộ đấy là nó tiêu diệt đối thủ rất nhanh. Ngoài con Tôn Ngộ Không mà dã chảy liên tục ra thì cái con gấu assassin ấy nó clear bọn địch rất nhanh, khiến cho là những cái đam mà gây lên trong cái skill của quân địch ấy mà nó gây lên trên tướng của chúng ta là khi mà bị giết địch là hoàn toàn là sẽ không có gây đam được nữa. Nên là cái bộ đấy nó rất trâu vừa đam to anh em ạ. Đấy, nhưng mà cái con gấu cụ này này ở trong cái bộ đấy thì nó chỉ là phụ thôi. Đấy, nó kích hệ thôi, kích hệ 3 Metalist thôi. Cũng như trong bộ Assassin ấy, thì nó cũng chỉ là phụ thôi, kích hệ 3 Metalist thôi. 3 Metalist, 6 Assassin 2 bit. Đấy. Thì nó chỉ là phụ, nhưng mà ở trong cái bộ Mết ấy thì nó là chính đấy anh em ạ. Đấy, thằng này nó cũng ra đủ bộ này. Đấy, sau một cái quá trình mà cho kẹp Wizard vào thì nó cũng ra là gấu cụ rồi. Úi dồi ôi, tôi ra hai con gấu cụ này. Tôi chơi không? Ồ, thế lại ra hai con gấu cụ à? Con gấu 5 đô này có khi nó lại lên 2 sao trước cái chứ. Lên 2 sao trước con gấu Mết ấy. Đúng thật. Gấu Mết bây giờ vẫn còn một con này. Ừ nhỉ. Hay là trận này chơi con gấu cụ thử xem nào. Trước đây cũng đã từng chơi một trận đấu mà co là cái con gấu này rồi. Nhưng mà cái trận đấu đấy anh em biết nó dài bao nhiêu tiếng không? Nó kéo dài 666 hiệp. Trận đấu dài nhất trong lịch sử Auto Chess. Mà tôi chơi là tôi chơi co bằng cái con gấu cụ này. Đấy, anh em xem hết chưa nhỉ? Có anh em nào mà đang xem kênh, đang xem clip này mà chưa xem cái clip đấy không? Nếu là mà anh em chưa xem ấy, có anh em nào mà chưa xem cái clip đấy thì anh em hãy đợi đến cái phần cuối video nhá. Nó sẽ có cái phần video đề xuất ở cuối video. Đấy, thì anh em có thể ấn vào cái đoạn clip cuối video, nó sẽ ra cái clip đấy cho anh em xem. Nếu mà anh em muốn biết là một cái trận đấu mệt mỏi nhất của tôi, dài nhất trong lịch sử Auto Chess, nó dài thì cỡ như thế nào. Nó dài là coi như là mãi mãi luôn. Mãi mãi luôn đấy anh em ạ. Tôi thề với anh em luôn là xem cái trận đấu đấy, nói chung là anh em ấy mà xem thì chắc là nó mệt 8 thì chắc là tôi phải cỡ mệt 80. Quá mệt mỏi luôn với trận đấu đấy anh em ạ. Dã man luôn. Đấy là tôi còn phải cắt bớt đi đấy. Chứ còn nói chung là không chơi được. Không chơi, không theo một luôn. Một cái game mà nó kéo dài mãi mãi là anh em biết thế nào. Khổ. Thế nên là chơi cái con gấu cụ này là cũng phải cẩn thận với cái việc là game nó sẽ kéo dài mãi mãi. Ui thằng kia ra gấu xin 2 sao rồi kìa. Lên hẳn level 8 luôn. Càng đấy. Ghép cướp điên rồi. Hiểu ra vấn đề rồi đấy. Rồi. Mạnh đấy anh em. Chắc là thằng ấy nó còn giữ chuỗi lâu lắm anh em ạ. Cái cỡ này của tôi thì chả ăn được. Không ăn nổi. Không ăn nổi. Bây giờ phải câu bằng được ra con gấu Mết 2 sao thì mới có cửa. Gấu Mết 2 sao còn phải kẹp là 6 mét cơ thì mới có cửa được. Đấy nhưng còn chưa có cửa. Đây rồi. Một con nữa thôi. Tầm này thì chưa thể nào mà ăn được đâu. Bởi vì đấy nó là cái bộ beat anh em ạ. Bộ beat là một trong những cái bộ mà rất mạnh. Cái thời điểm giữa game ấy, cái bộ beat anh em chỉ cần 4 bit thôi là nó đã mạnh rồi. Mà 6 bit thì nó cũng rất là dễ để nó có thể đủ 6 bit. Rất là dễ ra. 6 bit thì kẹp 3 assassin, gấu assassin thì chắc là nó quẩy hết. Chẳng ngại bố con thằng nào đâu. Riêng cái con gấu assassin mà nó lên được 2 sao thì ôi. Tôi mà cầm vào tay tôi thì chắc là chả có ai đỡ được luôn. Một cái đội hình mà phải nói là xếp vào dạng tier 1 đấy. Ok, trận này có 2 thằng beat, 2 thằng chơi beat, không ai chơi mết cả, một mình tôi chơi mết, hay quá. Hay quá anh em ơi. Không ai tranh bài thế là ok rồi. Là có thằng chơi gót đỏ. Ui thằng này nó hơi như hình như nó có vẻ nó vẫn đang khá là tham với cái bọn gấu thì phải. Nó vẫn còn đang tham anh em ạ. Ừ được đấy. Hay quá, cứ tham đi bạn ơi. Bố vẩn tham tôi lại ăn đấy, có ăn được không? Ăn nổi không? Ô. Này thì tham với chúng tôi. Ôi rồi ôi, bạn ơi cảm ơn nhá. Hay quá. Ôi rồi ôi. Ôi rồi ôi, đúng thật anh em ơi. Cái con gấu cụ ấy, lên 2 sao đầu tiên. Thế chứ lại ảo lòi. Thôi ra lốt con gấu Mết đi nào. Ra lốt con gấu Mết để tôi bán gấu đi đây. Tôi cần con gấu Mết cơ. Trời ạ. Đánh gấu cụ à. Nhưng mà thế mà cũng biết là cái round vừa rồi là cái con gấu cụ này nó gánh tôi đấy anh em. Cái round mà tôi ăn được cái thằng gấu Assassin 2 sao. Thằng ấy là nó hơi tham gấu, nó vẫn câu gấu anh em ạ. Như tôi ý, là khi mà tôi ra là con gấu Assassin ấy là tôi vứt hết gấu đi. Lúc đấy là không tham nữa. không tham gấu Assassin 3 và tôi cũng sẽ không có tham là câu gấu ra để làm tiền nữa, mà lúc đấy là tôi sẽ coi như là slow ball luôn đấy, nếu mà ra được gấu Assassin 2 sao. Anh em có thể xem cái trận mà trận trước đấy, trận trước ra gấu Assassin được nhà phát hành độ ấy, là tôi bắt đầu là tôi vứt hết đi luôn mà. Đấy nên là anh em nào mà chưa xem trận đấy thì anh em cũng có thể là đợi đến cuối clip nhá. Tôi sẽ để hai cái trận đấu đấy cho anh em. Hôm nay sẽ có hai clip ở trên màn hình kết thúc, là hai clip chơi gấu luôn, nhân một cái trận đấu mà tôi lại được nhà phát hành độ. Và trận này chắc là chơi mết. Ôi rồi ôi, yêu quá. Đấy vừa nói cái câu chắc là như này, chắc là đấy kia, tự nhiên nó lại cứ ra bài thôi anh em ạ. Ảo thật sự. Nhưng mà chơi ở level 10 bây giờ phải ra gấu mết cơ thì tôi mới bỏ bộ gấu. Từ từ đã, bình tĩnh. Dí một phát lên 10 được không? Không đủ tiền. 21 lên 10 được thì hơi khó đấy nhờ. Nhưng mà nếu mà 21 mà lên được 10 thì chắc chắn là nó anh có chuỗi thắng rất lâu rồi nhá. Co bây giờ đang là gấu 5 đô 2 sao đấy, tức là co 5 đô 2 sao luôn đấy. Đấy à, tính toán làm nào để dí phát lên 10 luôn không nhỉ? Kẹp được vào 6m không? Thế thì tuyệt vời luôn anh em ạ. Ra được 6m mà kẹp từ gấu bố này thì rất là ngon luôn đấy. Ok, quá ổn anh em ơi. Ui lại ra gấu Assassin, hay quá, được thêm 3 tiền. Con này ra chỉ để bán thôi mà. Ok, tôi nghĩ là đến round 21 là tôi có thể lên được 10. Lên được đấy anh em ạ. Chắc là tôi sẽ lên 10 luôn. Dí lên 10 để có thể là lên 11, 12 sớm anh em nhá. Mà tôi thì tôi chưa muốn bỏ là cái bộ 6 con mết, mà tôi cũng sẽ không muốn bỏ là cái bộ 4 gấu đâu anh em ạ. Tôi đang cần là cái con gấu mết nó lên 2 sao đã, nên tôi vẫn sẽ giữ. Rồi, những cái thằng bit là bây giờ là nó cũng đã có đủ 4 bit rồi. Thằng sống khác là nó cũng đã cho 4 bit vào rồi anh em ạ. Chắc là quả trí mạng rút kinh nghiệm. Rút kinh nghiệm mà không tham nữa, là bây giờ cho 4 bit vào luôn. Đấy, làm quả trí mạng cắt chuối là hiểu ra vấn đề ngay. Là lúc đấy là phải bắt đầu là phải cho cái bộ Celezy vào rồi. Ok đấy rồi, đồ này cũng chơi được, ngon. Đồ ngon đấy chứ, đồ ai chơi mết là được đấy anh em ạ. Tôi sẽ lấy những cái món đồ mà nó thiên về một chút phòng thủ anh em. Nó sẽ thiên về một chút là phòng thủ nhiều hơn nha anh em nhá. Cái giáp thì tí nữa tôi sẽ đợi một cái giáp xoay, chứ tôi không ghép cái giáp băng nữa. Một cái giáp băng trong cái bộ 9m là đủ rồi. 9m thì nó cần giáp băng. Đấy, tôi sẽ ghép luôn cái giảm hồi chiêu luôn. Ok, còn một cái bờ linh để sau nhá. Cái nhẫn lé này là tôi không có ý định ghép bờ linh, mà ghép bờ linh là do là nó bị rơi ra đấy, nên tôi sẽ lấy để tôi ghép cái bờ linh sau. Ok, hoặc có thể một cái cấm đánh, nhưng mà cái cấm đánh thì nó sẽ phải sau cái giáp xoay anh em nhá. Tôi sẽ lấy cái giáp xoay trước để cho cái con gấu cụ này nó sẽ làm co, thì chúng ta sẽ có những cái đối thủ càng mạnh thì con gấu này nó càng coi như là combat nó càng hay anh em phải không? Trồi lên chụt xuống rất mạnh luôn nhá. Ủa, chưa cần là phải lên level 10 đâu anh em ạ. Đấy, tôi lại đang nghĩ là việc lên level 10 là bây giờ nó chưa cần thiết. Cứ từ từ thôi anh em. Bây giờ nó đang gấu, nó đang gánh được anh em ạ. Từ từ đã, bình tĩnh. Cứ lên từ từ thôi. Đủ tiền rồi chúng ta roll bộ human các thứ nữa mà. Cứ bình tĩnh, mà chúng ta còn phải roll một cái con Scottman 3 sao, bởi vì tí nữa tôi sẽ vứt hết gấu đi. Đấy, tôi chơi Scottman thôi anh em nhá, chứ không chơi gấu đâu. Gấu thì anh em cũng biết rồi đấy, tôi ám ảnh bởi cái trận đấu mà 666 trận rồi. Ám ảnh rất nhiều. Trận đấy nó là một cái trận đấu mà rất là bốc mùi. Đấy, rất là có bốc mùi luôn. Tôi nhớ lại mà tôi lại cảm thấy là nó bắt đầu nôn nao. Bụng bắt đầu cảm thấy là hơi đau. Dã man luôn, cái trận đấu đấy nó ám ảnh luôn anh em ạ. Trận đấu nó ngồi phải nói là rất lâu anh em ạ. Nó gọi là thời gian, nó gọi là cái thời gian ấy mà khi mà tôi chơi trận đấu đấy, cảm tưởng như là thời gian nó đã dừng lại. Mọi định luật về không gian thời gian của Albert Einstein tất cả nó đều thể hiện ở trong cái trận đấu đấy. Thuyết tương đối. Anh em xem cái trận đấu đấy đúng kiểu thuyết tương đối luôn anh em ạ. Dã man. Nhanh nhưng mà nó lại lâu, lâu nhưng mà nó lại là nhanh. Đấy, trong cái vũ trụ này, ở trong cái trận đấu đấy thì đúng là thời gian với không gian nó là một. Nó là một luôn anh em ạ, nó không thể tách rời anh em. Trong trận đấu dã man thực sự luôn. Anh em nào mà xem rồi thì anh em sẽ hiểu, anh em mà chưa xem anh em có thể xem clip ở cuối nhá. Đoạn cuối clip này tôi sẽ để cái đường link. Rồi. Rồi, được rồi, bây giờ tôi sẽ chuẩn bị lên 11 đây. 11 rồi sẽ lên 12, nói chung là sẽ cố gắng để lên 12. Cố gắng lên 12, sau đó thì chúng ta sẽ có bộ 4 gót kết hợp với cả 9m và con Swordman xoay. Liệu rằng tôi có thể làm lại cái lineup đấy một lần nữa không? Ui, thằng này vẫn đam mê. À, bộ Witcher. Ui, bộ Witcher anh em ạ. Witcher. À, thằng này nó chơi Witcher kẹp với cả gấu. Rồi, hiểu rồi. Ok, thế bây giờ lại ra gấu bố này. Ra hơi nhiều ấy nhở. Ra gấu cụ này có chơi không? Chả nhẽ lại chơi một cái trận đấu kéo dài mãi mãi tiếp hay sao? Không, không nha anh em nhá, tôi không chơi con gấu cụ ở đâu. Gấu cụ ở chơi lâu lắm anh em ạ. Chắc là tí nữa là tôi chơi Swordman thôi, Swordman thôi anh em ạ. Mà tôi chỉ đang cày con gấu mết mãi nó không lên 2 sao, tôi dẹp cái bọn gấu ở đi thôi. Trời, gấu mết mãi nó không lên 2 sao anh em ạ, cay nhờ. Nó ra đầu tiên đấy, con gấu ra đầu tiên, và đến bây giờ thì khi mà tất cả những cái con khác ấy nó đã chuẩn bị lên 2 sao rồi thì con gấu mết nó vẫn 1 sao. Wow. Ok, 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 khỏe quá anh em ơi. Đánh quá nhở. Mỗi round thì được một quyển sách thôi, nhưng mà lên dần dần vậy, lên như kiểu từ từ vậy. Cứ ra gấu mết đã rồi tính anh em nhá. Cái tầm này thì chưa làm được gì đâu. Mỗi round thì tôi xin một quyển sách, cứ thẳng nó được. Đội hình đủ sức mạnh để thắng thôi. 6m là mạnh lắm. 6m là cái con gấu cụ lên được 2 sao thì nó là 5 đô mà. 5 đô ở trong bộ bếp rất khỏe. Chúng ta bây giờ chúng ta giữ cái chuỗi cộng 10 luôn đến tận round 25. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời luôn. Và cũng rất là may mắn là tôi nhận thấy nhá, là tôi chưa gặp cái thằng assassin kẹp bit đấy, chưa gặp đâu anh em ạ. Mà không biết gặp thì có ăn nổi không. Đấy, cái thằng sống khác ấy, nó top 2 kìa, mà tôi chưa gặp. Bây giờ phải gặp mới biết được là cái con gấu cụ này khi mà chúng ta kẹp 6m vào, nó liệu rằng là có thể nhây để nó có thể chiến thắng được không. Rồi, giáp băng, giáp băng anh em ạ. Tôi sẽ lấy cái giáp băng trước. Ok, lấy cái giáp băng. Chơi 9m là phải lấy trấn phái đã anh em ạ, lấy trấn phái đã anh em nhá. Đây rồi, ghép luôn cái BKB, bởi vì tôi thấy là tôi còn một cái giáp nữa. Đây, tôi còn một cái giáp. Thì nữa cái giáp đấy nó sẽ ghép cái giáp xoay. Bây giờ tôi cứ ghép cái BKB để tôi giảm sát thương đã anh em nhá. Rồi, ok. Bây giờ roll dần dần bài cho nó lên 2 sao hết đi đã. Thunder đúng không? Thunder lên 2 sao nữa. Già chưa ra đúng không? Già vẫn chưa ra. Ok, tôi sẽ mua dần mấy cái con wizard anh em nhá. Mua dần đi. Tí nữa thì phải kích hoạt wizard thì nó mới đủ bộ được anh em ạ. 4 gót ấy là phải chơi wizard. 4 gót 9m là phải chơi wizard mới kích được. Ok, thằng này chơi kiểu kiểu là nó kẹp vào. Thực ra cái bộ này cũng mạnh lắm nhá. Đấy, nhưng mà đồ là phải lấy đồ cho con gấu assassin. Đấy, chơi bộ này là cũng khá là mạnh đấy. Đấy, nhưng mà nó lại lấy đồ cho cái con gấu 5 đô cơ. 5 đô thì chơi bộ đấy không ăn thua. 5 đô thì phải chơi bộ này này, chơi bộ tôi đang chơi này nó mới mạnh anh em ạ. Đấy. Rồi, lên được 11, kẹp thêm con gấu 5 đô vào. Từ từ nhá, bây giờ roll tiếp này. Ok. Ui, bài này đen nhở, chưa. À đây, đây, ra già này. Ok, từ từ nhá, bây giờ tôi lấy con già trước. Tôi sẽ lấy đủ bộ 9m đã. Wizard thì nó nhiều lắm nên là tôi kích sau. Tôi có thể để tìm, tôi tích, tôi kích sau cũng được. Đấy, còn cái bộ 9m là nó đã phải đủ đã. Nó phải đủ bộ đã. 9m rồi thêm phải human nữa để có thể lên được 12. Chúng ta sẽ phải chơi ở level 12 cơ. Nếu mà chơi ở level 11 thì nó chỉ có 2 gót thôi. Thì cái con Du ấy, cái con Sword Master nó sẽ không thể xoay liên tục được. Đây ơi, gặp tôi rồi. Ăn nổi không? Ăn nổi không? Ăn nổi không? Đồ assassin clear. Ui! Anh em có nhìn thấy cái gì không? Ôi rồi ôi anh em ơi, nhìn cái con gấu assassin nó bị giật cho một phát của con rớt bay màu luôn. Gần bay màu. Rồi ôi anh em ơi, thế thì là vẫn là ăn được cái bộ beat anh em ạ. Khỏe thật sự. Đấy, chơi là ăn được rồi, ăn được đấy. Ui đây rồi. Ui ra dùng 5 đô này. Thôi chết rồi, làm sao bây giờ? Ui. Chết rồi, nhiều quá anh em ạ. Phải roll nhanh thôi nào. Ui ôi trứng à. Trứng chắc đập cho Swordman thôi anh em ạ. Không đập cho gấu mết đâu. Tôi chơi late game mà tôi chưa co bằng Swordman mà. Từ đã nhá, bây giờ phải bán cái con gì đi đã. Full bàn cờ rồi. Roll tiếp nhở. Tôi nghĩ là roll tiếp. Ok ok, từ đã. Từ đã, phải giải phóng cái hàng chờ này đã. Nhiều quá. Ra con khan nữa này, từ từ nhá. Phải lấy con khan, phải lấy con khan. Phải lấy khan, phải lấy khan, phải lấy khan. Roll tiếp. Hết tiền luôn anh em ơi. Ui lại ra Swordman này, không đủ chỗ rồi. Thế phải bán bớt đi vậy. Bán gì nữa đây? Bán gấu à? Bán Grand Herat vậy. Tôi sẽ bán Grand Herat. Agali Clyde bán là đủ slot 11 con. 11 con ở trên bàn cờ. Ok. Rồi. Tôi sẽ bán cái con này đi. Hết slot rồi anh em ạ. Chúng ta vẫn cần những cái slot mà để late game, form cái đội hình late game. Cần những cái con bài ở late game. Thì tôi đã nói là tôi hồi sinh lại cái line up mà Chiến Binh Băng Giá ấy. Nên là nó sẽ chơi bằng cái con Swordman late game. Tí nữa tôi sẽ bán gấu thôi, bán hết gấu thôi. Chỉ giữ lại con gấu mết thôi. Gấu mết kích hệ 9m, thế thôi. Còn lại thì sẽ bán hết, kể cả con gấu cụ. Ok, roll nốt này. Rồi, roll này. Round sau là round quái, tôi sẽ găm thêm mấy cái con human vào anh em nhá. Ui đây rồi. Già lên được này. Ui đây rồi, hay quá. Từ từ nhá, để xem có slot không. Ôi 15 con, thiếu quá, thiếu slot rồi anh em ạ. Thôi, bán đi thôi. Không đủ slot, hết tiền roll rồi. Tầm này không lên được Swordman lên 3 đâu. Thôi. Bán đi đã. Bình tĩnh. Rồi chúng ta sắp đủ bộ 9m rồi đấy. Thực ra đủ rồi ấy, nếu mà tôi bán gấu hết đi. Nhưng mà tôi muốn là nó phải lên 12 nó mới mắc binh được. Con Swordman nó mới xoay liên tục được. Để ở level 11 thì nó không xoay được liên tục anh em ạ. Rồi gặp thằng assassin này. Assassin chơi bằng cái con này lên 3. Ui thế thì đi rồi. Con đấy là phải chơi với bộ gì anh em biết không? 6 bit. À 4 bit anh em ạ. 4 bit kẹp với cả 6 assassin Hyperdrone đấy. Thì chơi kiểu đấy thì nó mới mạnh. Nhất kích tất sát luôn. Một phát là chết một con. Thậm chí là nếu mà một phát là chết nhiều con. Nếu mà có chém lan với cướp điên thì nó mới mạnh được. Ok. Rồi đây có cái giáp xoay này hay quá nhở. Đợi mãi anh em ạ. Có cái giáp xoay này là không sợ beat nữa đâu. Cái tầm này là không sợ bọn beat nữa. Mà bây giờ ấy là nếu mà gặp beat ấy, thì thực ra thì cũng gọi là chỉ là 5 ăn 5 thua thôi. Chứ còn khi mà tôi đã lên được cái bộ 9m ấy thì beat làm gì có cửa. Beat cho đứng im mình chết rồi. Trừ khi nó ra được Secret Lancer lên 2 sao thì may ra mới có cửa. May ra dồn hết đồ cho Secret Lancer 2 sao trong bộ 6 beat thì mới có cửa ăn. Anh em ạ, chuyện này thằng beat ở chơi là 3 assassin. 3 assassin kẹp beat. Và tôi nghĩ là late game thì nó sẽ là kẹp Meteorite thôi. 3 Meteorite thôi bởi vì là nó ra con gấu cụ rồi mà. Đây, lấy cái giáp xoay thôi anh em. Ui đây rồi anh em ơi. Thôi rồi, giải tán được rồi đấy. Thế là chúng ta giải tán được cái bọn gấu rồi. Ok. Giải tán thôi. 9m luôn. Ok. Đấy. Tất nhiên là tôi vẫn sẽ giữ cái con gấu đá nha anh em nhá. Gấu đá nó khỏe, nó làm tăng cơ. Lấy huyết trượng hay là giáp xoay? Giáp xoay, tôi nghĩ là giáp xoay thôi. Giáp xoay để đánh với cả bọn beat. Ok, nhưng mà bây giờ mid beat vào đây gặp thì làm gì có cái cửa anh em. vào đây xòe sắp băng một cái là gần như là đã giải tán gần hết rồi. Đấy, xong rồi tung trưởng một lần nữa là dẹp hết, chỉ còn mỗi cái con gấu assassin thôi. Thì lúc đấy là một mình con đấy nó solo với cả bọn này thì solo làm sao được. Không đủ trình thì có thể là solo được với cả con gấu cụ đâu anh em. Gấu cụ ở trong cái bộ 9m thì nó là một cái gì đấy nó thế lực lắm. Chỉ có đóng đá đến chết thôi anh em ạ. Nó cứ trồi lên lặng xuống là không giết được nó. Đấy, nó gây đam được nhưng mà đối thủ thì không thể gây đam. Tôi chắc là tôi sẽ đợi cái Blink 2 nha anh em nhá, Blink cuối. Tôi sẽ không ghép vội. Đấy, ui ghép giáp phản quá hay luôn. Giáp phản cũng để giết mấy cái thằng này. Giết mấy thằng kẹp Lancer vào là có thể có giáp phản là giết được. Tí nữa giáp phản với giáp xoay anh em nhá. Blink phản với cả giáp xoay combo vào thì thằng ấy chắc chắn là thua. Tất nhiên là tí nữa mà con Squadman này nó lên 3 sao thì chắc là con gấu của nó sẽ chả có cơ hội mà nhấc tay nữa đâu. Nó hơn cả con gấu cụ luôn. Con Squadman lên 3 sao nó xoay liên tục. Cứ đứng gần một cái chạm vào là chỉ có đóng đá đến chết thôi anh em ạ. Còn không thể nào mà tỉnh dậy để có thể là chém được cơ. Đấy, khỏe lắm. Đồ bây giờ là tôi đã để đây để sẵn sàng cho một con Squadman 3 sao cho vào rồi. Đấy, sẵn sàng ở đây anh em ạ. Chỉ có chờ lên được 12 thôi. Đấy, thằng này đúng không? 3 Metalit đúng không? 6 bit 3 Metalit. Ok, nhưng mà anh em nhìn kìa, 9m nó dọn dẹp nhanh lắm anh em ạ. Ui rồi ôi, nhìn kìa. Ui, chỉ có độc đá đến chết thôi. Khỏe chưa? Ui, xong rồi. Ui, nhưng mà bọn nó chết sớm quá anh em ạ. Trận này slowball thế nhở? Trận này tôi lại bị slowball quá ấy, anh em. Bọn nó chết hết mất rồi. Từ từ nha, bây giờ làm thế nào phải lên được 12 nhở? Khó đấy. Bây giờ là rớt này, rớt lên 2 sao kẹp vào. Không lên được 12 à, trời ơi. Đây rồi, Blink phản đấy rồi anh em ơi. Hay quá. Nhưng mà thằng này nó còn 77 máu thì chắc là chúng ta vẫn câu được để lên 12 đấy. Yên tâm. Tôi sẽ cố gắng câu kéo để nó không chết sớm nha anh em nhá. Để cố gắng để mỗi round chỉ để lọt một con thôi. Cố gắng để mỗi round nó lọt một con thôi. Ui khó phết đấy anh em ạ. Mỗi round nó khó mà có thể nó lọt được một con. Thằng này bây giờ đủ bộ rồi, không phá được anh em ạ. Không phá được cái bộ ấy ra. Bây giờ nó là 6 bit 3 metalit thì nó full bộ rồi. Đấy, bây giờ nó chỉ có bỏ gấu thôi. Bỏ bớt gấu đi, kẹp thêm 3 assassin vào thôi là hết cửa. Rồi, còn một con nữa thôi, Squadman ơi. Còn một con. Ra đi. Một con rồi giải tán nào. Giải tán cái hàng chờ nhiều quá rồi. Ui, đây rồi anh em ơi. Hay quá, đây. Rồi, cất vào một góc. Cất tạm vào một góc đã anh em ạ. Đợi đấy, round sau round 35 rồi. Cố gắng là round sau kiếm 4 quyển sách. Round 40 kiếm 4 quyển sách nữa. 45 kiếm 4 quyển sách nữa. 50 4 quyển sách nữa là đủ lên 12. Ui, kéo dài trận đầu đến round 50 cơ à. Cuộc đua về thể lực cái này có vẻ sẽ có nhiều anh em sẽ không thích đâu. Ok. Ui dồi ôi, bị nó dồn nam kìa. Căng chưa? Nhưng mà đẩy đối thủ 22 máu thì tôi nghĩ là sống nổi không nhờ? Sống nổi đến round 50 như những gì mà tôi đang vẽ ra không? Khó đấy anh em ạ. Làm nào bây giờ nhở? Làm nào để đối thủ của tôi nó có thể sống sót được đây? Sống lâu thêm một chút nữa được không bạn ơi? Trời. Ôi, tôi còn chưa tìm được ra human thế này. Ui đây rồi. Mãi mới tìm ra 6 human anh em ạ. Rồi 6 human vào đã. Tôi chưa kịp lên 12 khi bạn bay màu rồi. 2 round nữa thôi mà mỗi round đẩy 20 máu ấy. Là 2 round nữa là đi đấy. Sợ thật sự. Hy vọng là nó sẽ có đủ các cái món đồ sau round 35 để khỏe, để nó sống sót được. Bây giờ tôi cần là cần gì? Cần là lên được 12 anh em ạ. Để tôi cho con Scottman vào biểu diễn tí nhỉ. Ok. Rồi. Chưa lên được 12, còn lâu lắm. Bây giờ phải thắng đến round 40. Thằng đến round 40 thì có thể lên được. Nhưng mà cái vấn đề là bây giờ thằng đến round 40 thì thằng này nó chết mất anh em ạ. Thế nó mới ảo chứ này. Hay là thôi từ từ đã, tôi bỏ vào. Bây giờ tôi bỏ bộ 9m ra để cho nó sống. Bây giờ tôi bỏ 9m vào là nó đi ngay anh em ạ. Thôi tôi cứ để cái này đi. Thắng một phát là lên luôn 4 quyển sách lên luôn anh em nhá. Tôi cứ để thế này thôi. Ui mà không được rồi. Để thế này để thế này thì lại bị thua anh em ạ. Mẹ. Để thế này thì lại không ăn được. Đấy nó lại thế cơ anh em ạ. Để thế này thì á hình như là vẫn ăn được đấy. Ui vẫn ăn được anh em ạ. Trông thế thôi nhưng mà khỏe lắm đấy nhá. Trông thế thôi. Hai con gấu này solo thì đương nhiên tôi sẽ khỏe hơn. Bởi vì tôi ở trong bộ 9m mà. Ui, nhưng mà như thế này thì cũng không có sách anh em ạ. Như này thắng nhưng lại không có sách. Thế chứ đấy. Tất nhiên là mỗi round thì nó ăn được một con thì cũng được. Thì kéo dài được trận đấu này. Ồ. Đấy. Tức là mỗi round nó chỉ lọt một con thôi. Để này mỗi round lọt một con thôi. Và nếu mà để thế kia thì là 9m thì là vào là coi như là đống đá hết thì là bọn này chết hết thôi. Anh em ạ, chưa kịp tỉnh thì đã bị đóng đá lần thứ 2 rồi. Cái con gấu mết nó sẽ lướt liên tục thôi anh em. Gấu mết rồi cả gấu cụ nó cũng sẽ tung trưởng liên tục. Ở trong cái bộ này thì nó khỏe lắm, 9m nó khỏe. Nhưng mà tôi sẽ để 6m. Biết đâu đối thủ lại có một round như là ăn được tôi, đúng không? Ăn nổi không? Ăn nổi không? Ui, chưa chắc đã ăn được. Khỏe lắm anh em ơi, 9.000 đam gây ra rồi. Đấy, một cái cú nhảy của nó là mất lửa cây máu. Quá căng. Rồi đối thủ tầm này nói chung là khó ăn lắm anh em ạ. Nhưng mà làm thế nào để nó sống sót được đến round thứ 40. Cố lên bạn ơi. Ơ. Ôi rồi ơi sao lại thế. Mẹ nó bao luôn ạ. À. Ôi ôi thanh liên tiểu với lực tê. Chán đời. Đùa thật chán thật đấy. Tôi chưa kịp lên được cái con Squidman. Đùa chứ để tớ lên 12 rồi tớ kẹp cái con Squidman thì có làm sao. Làm gì mà quýt luôn thế. Nhớ đâu cậu ra được cái con Lancer. Cậu đánh lại được thì sao nhở. Mặc dù là biết là hết tiền rồi nhưng mà cứ từ từ. Con thở là con gỡ. Ảo thật đấy. Thôi rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Nếu còn thời gian anh em có thể chọn clip bên trái để xem cái trận đấu dài nhất trong lịch sử Auto Chess anh em nhé. 666 hiệp. Ỉa chảy thuyết tương đối của Einstein. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem cái bộ gấu assassin tôi được nhà phát hành độ 24 giờ nó như nào. Và cuối cùng nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link trên màn hình kết thúc hoặc link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye!